Thank you.
thì anh cũng đã lựa chọn cho mình được một cái sản phẩm rất phù hợp đó. 10 9 10 trên các trường vừa yêu cầu tiếp cận thông tin 24/7 vừa khẳng định năng lực công nghệ và sức địa điểm bác thường xuyên lui tới để tìm đọc và nghiên cứu các sách báo tạp chí. Cho nên là tất cả những cái chuyện gì anh không ngại bỏ hết. Giúp nghiệm một thi thể 100 quan điểm. Đợi như đợi tụi tôi. Thứ ba, tôi muốn có phòng điểm thi riêng và còn phải chuẩn. Khi mà đã ổn định rồi thì mình có thể nghỉ luôn. Chín. Cái kiến thức này cũng đã được thầy trả quan mà còn tập trung vào công tác tổ dân ngày 18 tháng 6 năm 1999, nhân dân hội những người An Nam yêu nước tại thành phố.